Xin chào tất cả chú bác và anh chị em. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cây đàn, hai cây đàn có cùng thương hiệu nhưng mà model khác nhau. Thì đây là hai cây đàn thuộc thương hiệu Servantes, một thương hiệu mà được rất là nhiều người đang tìm kiếm ở trên thị trường hiện nay. Thì về đặc điểm chung thì hai cây này có những sự tương đồng rất nhau rất là lớn, bởi vì nó cùng một xưởng, đó là xưởng của nghệ nhân Masaru Matano đóng. Thì về cái ngoại hình thì từ màu sắc cho đến các cái trang trí nó khá là giống nhau, mẫu bên ngoài nó rất là giống nhau. Tuy nhiên thì ở cái phân khúc cao hơn, đó là MC, cây Servantes MC500 này, thì có những cái đặc điểm nổi trội hơn. Ví dụ như là cái Rosetter này đã được trang trí rất là đẹp này, đẹp hơn cái Rosetter của cây MC300. Thứ hai nữa là bộ khóa thì đẹp hơn. Và ở cái phần dán gót này thì có cái hình tam giác này. Thì về ngoại hình thì hai cây cũng còn tương đối là đẹp, nhưng mà thời gian thì cây Servantes MC300 này thì nó có nhiều vết chày hơn so với lại cái cây Servantes MC500. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết từng cây. Cây đầu tiên đó là cây Servantes MC300. Thì về cái size thì đây là một cái đàn full size, có scale là 650 đấy, và cái nút chỉ bản cần này là 52. Về cái bộ khóa này đó, còn nguyên bản, cây đàn này thì còn nguyên bản. Về độ xước thì có đây vết chày xước này đó, đấy chỗ này này, và đây là cái phần keo người ta dính vào, có cái icon dính vào. Một số cái phần xước đây, phần chày đây gọi là phần chày. Còn ở mặt sau thì tương đối là đẹp, đàn nó chỉ cần nhé. Bây giờ em sẽ test tiếng của cây này. Cây đàn này thì cần rất là thẳng, cần rất thẳng và action thấp. Action này chắc khoảng độ 3 ly thôi. Cây này thì có giá bán là 8.200.000 đồng, đàn thì kèm một hộp cứng, và dây thì em đã thay dây Savary, và dây 123 là dây Augustine, còn dây 456 là dây Savary.
thì cây này có giá là 8 triệu 200 ngàn đồng tiền khách. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho quý khách cây MC500. Thì cây đàn này thì còn rất là đẹp, gần không có các cái vết chè sâu. Ở đây có cái chỗ này là bị giống như là bị cào đó, còn đằng sau thì nó có cái vệt vệt ố, thì gần như là tất cả những cái dòng sơn test là nó đều bị ố mờ nhẹ thôi, nhưng mà này không vấn đề gì. Đấy, so với một cái đàn mà có mấy chục năm tuổi rồi thì không có vấn đề gì cả, khóa còn nguyên bản cần thẳng. Em để cái này em đang để action hơi cao một chút, tầm 3.7, nhưng mà nếu cái ngựa đàn rất là cao, ngựa đàn còn gần như là nguyên bản này, em chưa có mài. Nếu mà ai mà có nhu cầu để thấp xuống thì em sẽ hạ thấp xuống trước khi giam, nhưng mà bây giờ em đang để cao này để cho cái tiếng đàn nó sáng và nó vang hơn một chút. Thì ai có nhu cầu hạ thấp thì em sẽ hạ thấp để cho có những người tay khỏe chơi chuyên nghiệp thì lại thường phàn nàn với em rằng là em để action thấp quá, anh đánh ta bị rè. Thì bây giờ cái này em đang để action cao một chút, đánh cho thoáng tiếng. Vừa rồi là em vừa chơi thử một đoạn nhạc tiếng đàn rất là cân bằng. Đó, thì tiếng âm thanh của Seven Test thì cái dòng này về cái âm lượng thì khá là to. Nếu mà trong những cái dòng mà em đã chơi thì không kém những cái dòng âm lượng của những cây đàn Tây Ban Nha. Đó. Thì và cái âm thanh của nó, cây Seven Test này thì rất là cân bằng, có lực và cũng rất là ngọt ngào. Và cây MC300 này thì nếu mà để so sánh thì em không so sánh ở đây, bởi vì hai cây cùng một là một hãng, một thương hiệu nhưng mà có model cao thấp khác nhau, cho nên là em không có so sánh về hai cây nào hay hơn cây nào. Nhưng mà chắc chắn thì cây 500 này thì cái âm thanh nó sẽ tốt hơn là so với lại cái cây MC300. Cái thứ hai nữa là cái cấu hình nó cũng khá hơn một chút. Một cây là sử dụng cây MC500 này là sử dụng Indian Robust, và cây này là CSA Robust đó. Nhưng mà cái cả hai cây đều cho ra những cái chất âm đặc trưng của sự phân tép, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là âm thanh cân bằng và độ vang lớn,
thì những ai mà có nhu cầu sử dụng những cái đàn có âm thanh lớn thì âm lực lớn thì nên chọn Seven Tech. Thì em báo giá lại cây đàn này, cây MC300 là 8,2 triệu, thế còn cây MC500 này là 11 triệu. Thì anh chị em nào, cô dì chú bác nào mà có nhu cầu ấy, thì liên hệ với em theo số điện thoại 0973435267. Em xin nhắc lại, số điện thoại của em là 0973435267. Qua Zalo theo cái số điện thoại đó 0973435267 thì liên hệ trực tiếp với em. Cây MC500 này rất là đẹp. Em xin chào tất cả chú bác và anh chị, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn.